Ngày hôm qua tại Đồng Nai, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Stainless Steel Nhật Bản đã làm lễ khánh thành nhà máy sau 2 năm xây dựng. Dự án của công ty có tổng vốn đầu tư 10 triệu đô la Mỹ, chuyên sản xuất các bộ phận thép không rỉ dạng tấm, trụ, dạng chữ U, chữ V từ Nhật Bản, dùng trong các thiết bị máy xây dựng, máy công nghiệp, máy y tế với quy mô 700 tấn sản phẩm một năm. Nhà máy được xây dựng trên khu đất rộng trên 10.000 m2, diện tích nhà xưởng trên 4.000 m2 và khu văn phòng 3 tầng. Nhà máy sẽ cung cấp sản phẩm trước hết cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, kế đến là doanh nghiệp Việt Nam. Trong tương lai, nhà máy sẽ xuất khẩu sản phẩm ra thị trường các nước trong khu vực. Nhà thầu trong nước là công ty trách nhiệm hữu hạn Dự ứng Lực Việt đã trúng thầu thiết kế và thi công cho công ty trách nhiệm hữu hạn V-Stainless Steel Nhật Bản sau khi vượt qua các tiêu chí khắt khe đạt chuẩn quốc tế. Được biết, hiện có 31 dự án từ các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào khu công nghiệp Nhân Trạch 3 thuộc tổng công ty Tín Nghĩa với tổng số vốn đăng ký gần 290 triệu đô la Mỹ. Tính chung trên địa bàn Đồng Nai hiện có 177 dự án đầu tư của Nhật Bản với tổng vốn đăng ký trên 3,3 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 trong tổng số 39 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai.